Cục Hàng không yêu cầu lập danh sách các hành khách gây rối, báo cáo cục để xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Yêu cầu các cảng hàng không ngăn ngừa và khuyến cáo đối với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an toàn tại các khu vực sân bay. Tổ bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo cảng vụ hàng không xử lý nghiêm với các hành khách gây rối trên tàu bay và kịp thời phát hiện cũng như là báo cáo cảng vụ hàng không xử lý nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh an toàn hàng không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.